Vì trời mưa nên tôi định nghỉ tạm thời ở tiệm cà phê. Vì trời mưa nên tôi định nghỉ tạm ở tiệm cà phê. Vì trời mưa nên tôi định nghỉ tạm thời ở tiệm cà phê. Vì trời mưa nên tôi định nghỉ tạm ở tiệm cà phê. Vì trời mưa nên tôi định nghỉ tạm thời ở tiệm cà phê. Vì trời mưa nên tôi định nghỉ tạm ở tiệm cà phê. Vì trời mưa nên tôi định nghỉ tạm thời ở tiệm cà phê. Vì trời mưa nên tôi định nghỉ tạm ở tiệm cà phê. Vì trời mưa nên tôi định nghỉ tạm thời ở tiệm cà phê. Vì trời mưa nên tôi định nghỉ tạm ở tiệm cà phê. Vì khát quá nên tôi mua nước suối. 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 Vì hết vé máy bay nên tôi đi bằng xe lửa. Vì hết vé máy bay nên tôi đi bằng xe lửa. Vì hết vé máy bay nên tôi đi bằng xe lửa. Vì hết vé máy bay nên tôi đi bằng xe lửa. Vì hết vé máy bay nên tôi đi bằng xe lửa. Vì hết vé máy bay nên tôi đi bằng xe lửa. Vì hết vé máy bay nên tôi đi bằng xe lửa. Vì hết vé máy bay nên tôi đi bằng xe lửa. Vì hết vé máy bay nên tôi đi bằng xe lửa. Vì hết vé máy bay nên tôi đi bằng xe lửa. Vì phòng ồn ào quá nên không ngủ được. Vì phòng ồn ào quá nên không ngủ được. Vì phòng ồn ào quá nên không ngủ được. Vì phòng ồn ào quá nên không ngủ được. Vì phòng ồn ào quá nên không ngủ được. Vì phòng ồn ào quá nên không ngủ được. Vì phòng ồn ào quá nên không ngủ được. Vì phòng ồn ào quá nên không ngủ được. Vì phòng ồn ào quá nên không ngủ được. Vì phòng ồn ào quá nên không ngủ được. Vì giá taxi đắt quá nên tôi thuê xe máy. Vì giá taxi đắt quá nên tôi thuê xe máy. Vì giá taxi đắt quá nên tôi thuê xe máy. Vì giá taxi đắt quá nên tôi thuê xe máy. Vì giá taxi đắt quá nên tôi thuê xe máy. Vì giá taxi đắt quá nên tôi thuê xe máy. Vì giá taxi đắt quá nên tôi thuê xe máy. Vì giá taxi đắt quá nên tôi thuê xe máy. Vì giá taxi đắt quá nên tôi thuê xe máy. Vì giá taxi đắt quá nên tôi thuê xe máy.